ông có hết nó đứt dùm cái gì đó, ù què nó cứ ngắt thì đụng hai người này là cũng hết nói nổi không luôn rồi. Rau ngủ này ngon à, mang lại chỗ làm xử lý nữa đó. Đâu được cái lu này bây giờ lấy cái búa đập cái bể ra liền chứ gì. Có gì đâu mà sợ gì đâu. Mà sợ cái là có gì rồi ai chịu trách nhiệm đây? Ai cho đủ mà ông có gì chịu nhiệm đâu. Mà ông có rượu ông chui vô rượu mạnh thiệt à. Thấy không? Rượu mạnh không? Cái rượu chui vô được mà tới tỉnh cái hết rượu bây giờ đổ cho ông lít thì đâu ra được á. Mày biết điện con bào không? Điện rồi. Cái gì? Này là đổ cho ông lít đi là ông ra được đó, nãy tao không có rượu vô được, bây giờ là phải là cho ông tỉnh ông ra được. Con cháu ông mới được chứ đủ mẹ tụi không sao rồi. Mà đem làm gì vậy? Rồi mình để ông nằm đây ông chết hay vậy? Trời ơi. Chưa. Hồi nãy say chui vô được, bây giờ tỉnh ra không được rồi, bây giờ ông phải mua cho ông nửa lít đi ông uống, ông say ông là ông mới ra được. Có mua chai cụ bỏ ngoài á. Cầm cho ông lấy rồi. Ui thần ơi, khi không có đủ nỉ mẹ thì có đâu lọt trong cái lu này trời. Bây giờ nhắm đổ nước chạy ra được không? Xách ông thùng ơi. Đổ nước cái chết luôn. Ông xây xây sao hả? Ông đụng ra ông coi đâu mà chết rồi á. Rồi tu tiếp coi. Bây giờ cắn tê hết trơn rồi. Sao mà ấy nằm từ hồi nào tới giờ không biết nữa. Giờ ông hai giờ ông chọi dữ á. Trong nhóm nhóm nhóm. Nó thức cái nè. Hết nói luôn. Đấy đập đẩy cái lu thì sao giờ đủ nữa này. Phải có người lợi mới đập cái lu được chứ, nó đập cái lu thì tính giá cái búa rồi gèn qua nó quết cái một thì nó hát lu cái gì. Giờ đứng ra quay cái clip này. Quay cái clip. Cứ đập đây mà có clip đây mà phải. Thôi đâu được đâu. Nó gì cần thằng con không vô cánh nó điện con không vô vậy. Điện à? Nãy con có điện rồi. Công an con nãy chạy lên công an cứu ngoài đó. Đâu hả? Thôi mấy thằng đâu nó bây giờ đủ mẹ kiếm không, nó dễ. Bây giờ rồi vậy nè tôi đi ra được luôn. Đâu đi ra coi. Không. Rồi bây giờ là đưa tôi lại quán bà Thấm uống cho nước đá rồi. Cứ ra đi rồi đưa ông lại quán. Uống nữa đó. Có người đó vậy thôi. Ừ. Không ra được. Trời ơi cái chuyện này cũng nhỏ. Cái chuyện này là chuyện bình thường thôi. Không chống hả giò. Ủa sao trong luôn có nước luôn kìa nghe. Nước không đáy đâu dữ vậy, đụng nó ngập linh binh mà. Ông rượu đổ. Rượu đâu rượu nữa nhiều lắm nay đâu đáy gì dữ vậy. Ông làm nói. Chổi hại dò ông nó nâng đít ông lên là nâng ngay ngay lên mới được. Đừng có không vòng vậy. Nó trong cái sằng sự luôn. Nó vậy. Rồi cánh sao đâu? Thì tôi trở đỡ cho. Đỡ vô cái dò nó ra được. Thì ra đi. Lật cái lu. Ông nâng cái đít lên mới được. Lần cái lu ra cho ông chịu dò. Ủa đít lên rồi. Chịu cái này nè. Cái tay chịu đây nè. Ủa mà say rượu giờ chui vô lu được bây giờ là tỉnh rượu rồi ra không được nè rồi sao nè. Đâu. Nếu dò ảo ra là thôi nâng cái đít lên. Đâu có được. Bẻ cái lu qua đi. Hai ông nè. Rồi sao?